Hướng dẫn bốc bát hương thần linh cho gia tiên bàn thờ ba bát hương. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, trên bàn thờ gia tiên, bát hương là vật phẩm hết sức quan trọng. Bát hương chính là nơi thắp nhang để tưởng nhớ đến công ơn tổ tiên và các vị thần linh. Bát hương vốn là vật vô tri và chỉ sau khi thực hiện các thủ tục bốc bát hương đúng cách thì mới có tác dụng làm cho vật cắm nhang khi thờ cúng linh thiêng hơn. Nếu bát hương không được bốc đúng cách cũng giống như nhà không có chủ, khi đó thần Phật tổ tiên giáng lâm độ trì thì ma quỷ cũng chen chân theo để quấy phá gia chủ. Ngày hôm nay được sự tư vấn của thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt về chủ đề bốc lại bát hương cho ban thờ thần linh, gia tiên, ba bát hương. Phong thủy Gia Cát sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết từng bước làm thế nào để bốc bát hương đúng và đầy đủ cũng như là linh thiêng nhất. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi. Quy trình bốc bát hương vào nhà mới hay bốc lại bát hương cuối năm bao gồm nhiều công đoạn, từ công đoạn chuẩn bị cho đến công đoạn thực hiện lễ cúng đặt bát hương lên bàn thờ gia tiên, chi tiết như sau. 1. Đồ lễ. Lập ban thờ về nhà mới để nghênh đón thần linh và gia tiên về phù trợ cho gia đình, nên việc sắm sửa đồ lễ cũng hết sức quan trọng. Để việc lập ban thờ được chỉn chu và chính xác, ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn về những đồ lễ để lập ban thờ mới hoặc bốc lại bát hương cuối năm cần có những lễ vật như sau. Gà luộc 1 con, 1 đĩa thịt quay hoặc thịt luộc, 1 đĩa bánh bao chay 5 hoặc 15 chiếc, 1 đĩa chè, thuốc, trầu cau, 1 mâm cơm, canh, xôi 2 đĩa hoa quả, mỗi đĩa 5 hoặc 15 quả, bánh kẹo, rượu, 1 đĩa gạo, 1 đĩa muối, hoa, 5 bông hoặc 15 bông nên sử dụng số bông lẻ, 1 đèn dầu, cộng 2 cốc nến hoặc cây nến, đồ mã gồm có 1 quần áo mũ ngựa thần linh to, 5 quần áo mũ ngựa ngũ phương, 5 đinh tiền vàng, bộ quần áo ông bà tiền chủ hậu chủ, 2 vàng hoa đỏ đại, 2 vàng ngũ phương, 3 tập tiền tào quan. Ngoài ra quý vị và các bạn cũng cần phải chuẩn bị thêm hương, chuông lệnh, chuông hiệu nếu có. 2. Chuẩn bị cốt trong bát hương. Bát hương được làm đúng pháp phải có cốt thất bảo. Cốt bát hương có 7 thứ báu gọi là thất bảo như vàng, bạc, ngọc thủy phí, ngọc trai, mã não, san hô, hổ phách được bọc bởi một tờ giấy trắng kim dùng bút đỏ đã được làm phép, chú bút, chú giấy, chú mực ghi một số chữ do pháp sư hay thầy cúng ghi, chữ thiên do các vị thánh ngự ghế viết. Lưu ý, cẩn thận với các loại giấy trang kim giả, thất bảo giả bán sẵn hay cho bùa chú vào bát hương. Quý vị hãy liên hệ với thầy Gia Cát và đội ngũ trợ lý của thầy ở Phong thủy Gia Cát để được tư vấn chính xác nhất. 2. Việc chuẩn bị cho. Trước đây các cụ thường lựa chọn loại rơm nếp, được cắt và làm sạch sẽ sau đó phơi khô để riêng. Trước khi đốt rơm nếp thành tro thì dùng rượu gừng vẩy lên để tẩy uế. Còn hiện nay, loại tro này được bán sẵn ngay tại các cửa hàng mã, hoặc cửa hàng bán đồ thờ cúng, hoặc dùng tro chấu nếp là rất tốt bởi chấu bọc gạo là hạt ngọc trời, nó thanh sạch và cao quý. Lưu ý, không được sử dụng cát vào trong bát hương bởi vì cát mang tính tà, có lẫn nhiều tạp chất. Bởi vậy, nên khi sử dụng cát để vào bát hương sẽ làm cho bát hương có lẫn những tà khí không tốt. 3. Tờ di hiệu. Là tờ giấy màu vàng, dùng để ghi tên cho bát hương. Nhờ có tờ di hiệu mà biết được bát hương đó thờ ai. Chú ý, khi ghi tờ di hiệu phải ghi đúng, tránh ghi bị ngược. 4. Giấy trang kim. Giấy được tráng một lớp vàng, dùng để gói thất bảo, bảo vệ thất bảo không bị cháy khi bát hương hóa, cũng như lưu giữ linh khí của thất bảo, giúp cho bát hương được linh thiêng hơn. 5. Ngũ vị hương. Là tổng hợp những loại thảo mộc quý như quế, hồi, hoàng đàn, trầm, sử dụng để tẩy uế và làm cho bát hương thơm tho, sạch sẽ hơn. 6. Gạo vàng thần tài. Sử dụng để kích tài và điều hòa ngũ hành cho bát hương, trong khi bốc bát hương và sử dụng trầm để xông giúp cho bát hương không bị hóa. 7. Trầm. Sau khi bốc bát hương xong, sử dụng trầm để xông khí tẩy uế cho bát hương, giúp cho bát hương sạch sẽ và thơm tho hơn trước khi làm lễ. Các bước chuẩn bị bốc bát hương thần linh gia tiên vào dịp cuối năm hoặc khi nhập trạch vào nhà mới hoặc lập lại ban thờ. Sau khi chọn được ngày giờ đẹp nhất để tiến hành nhập trạch hoặc bốc bát hương, lập lại ban thờ, thì chúng ta tiến hành bốc bát hương. Tại Phong thủy Gia Cát, ngày đẹp để bốc bát hương, tôn cấp lập thờ
sẽ được gửi cho quý gia chủ. Quy trình bốc bát hương diễn ra như sau. 3. Quy trình bốc bát hương thần linh gia tiên cho bàn thờ ba bát hương. Trên bàn thờ gia tiên thờ ba bát hương bao gồm bát hương thần linh thổ công ở giữa, bát hương bà gia tiên bên trái theo hướng đứng cúng, bát hương bà cô ông mãnh bên phải theo hướng đứng cúng. Để bốc bát hương cho bàn thờ ba bát hương, ta bốc lần lượt các bát hương theo thứ tự sau. Đầu tiên, bốc bát hương thần linh thổ công, tiếp đến bốc bát hương gia tiên, cuối cùng là bát hương bà cô ông mãnh. Chi tiết bốc từng bát hương và ghi tờ di hiệu như sau. Với bát hương thần linh gia tiên ghi: phụng thờ thần linh thổ địa chư vị tôn thần. Bát hương gia tiên ghi: phụng thờ hội đồng gia tiên họ ba chấm. Bát hương bà cô ông mãnh ghi: phụng thờ hội đồng bà cô ông mãnh họ ba chấm. Sau khi ghi tờ hiệu, chúng ta tiến hành bốc bát hương. 1. Đầu tiên, bốc bát hương thần linh thổ công. Chuẩn bị thất bảo. Trong gói thất bảo mà Phong Thủy Gia Cát cung cấp bao gồm 2 tờ di hiệu, 1 tờ giấy trang kim, 1 tờ hướng dẫn sử dụng thất bảo và quy trình bốc bát hương đúng cách. Một gói thất bảo gồm có vàng thật, bạc thật, mã não, san hô đỏ, ngọc trai, hổ phách, ngọc phỉ thúy và chỉ ngũ sắc để điều hành ngũ hành của bát hương. Trong bát hương không thể thiếu chỉ ngũ sắc. Và tiến hành bốc bát hương. Bát hương bà cô ông mãnh và gia tiên làm tương tự. Bước 1. Sàng cho, chuẩn bị ngũ vị hương, thất bảo, trầm, gạo vàng thần tài, di hiệu, bật lửa, hương hoặc nhang. Bước 2. Sau khi sàng lọc cho nếp sạch sẽ, chúng ta tiến hành trộn cho với ngũ vị hương. Trong quá trình trộn cho nếp với ngũ vị hương, tâm ý phải hợp nhất, toàn tâm toàn ý nghĩ về việc bốc bát hương. Khi đó bát hương mới thực sự linh ứng. Ngoài ra phải đọc ngũ bộ chú trong quá trình trộn cho nếp như hướng dẫn mà thầy Gia Cát và Phong Thủy Gia Cát đã có hướng dẫn gửi kèm trong bộ thất bảo. Sau khi trộn cho nếp đều với ngũ vị hương, cho nếp từ màu đen tuyền chuyển sang có màu vàng, ánh nhũ của bột ngũ vị hương, có mùi hương thơm dễ chịu. Trộn đều cho nếp với ngũ vị hương xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 3. Gói thất bảo. Trong bộ cốt thất bảo mà Phong Thủy Gia Cát gửi cho các bạn có kèm theo 2 tờ di hiệu và tờ giấy trang kim cùng với một nụ trầm để xông bát hương. Quý vị và các bạn bóc gói thất bảo ra, lấy tờ di hiệu ghi tên bát hương thờ ai như hướng dẫn của Phong Thủy Gia Cát đã gửi kèm trong gói thất bảo. Sau đó, gấp gói thất bảo lại, đặt vào mặt sau của tờ di hiệu, gấp tờ di hiệu làm 3 theo chiều ngang, sau đó gấp đều theo chiều dọc của tờ di hiệu từ dưới lên trên. Gấp xong tờ di hiệu, chúng ta lấy tờ giấy trang kim đặt ngược lên bàn, đặt tờ di hiệu đã gói thất bảo vào, sau đó gấp sao cho vuông vắn đẹp đẽ. Khi đã gấp xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 4. Sau khi đã bao sái tẩy uế bát hương sạch sẽ bằng rượu ngũ vị hương hoặc rượu gừng, ta đặt bát hương lên trên bàn sạch và tiến hành bốc bát hương. Đầu tiên, chúng ta rắc một ít gạo vàng thần tài xuống đáy bát hương khoảng 1/3 gói. Tiếp theo, chúng ta đặt gói thất bảo vào chính giữa bát hương, sao cho đầu dưới của thất bảo hướng về mặt nguyệt bát hương. Đặt xong thất bảo, ta tiến hành bốc từng bốc cho nếp vào trong bát hương. Khi cho nếp đến khoảng 1/2 bát hương, ta dừng lại, rắc tiếp 1/3 gói gạo vàng thần tài đều trên bề mặt cho nếp. Tiếp đến, lại bốc cho vào bát hương. Khi cho nếp đến miệng bát hương thì lại tiếp tục rắc số gạo vàng còn lại vào trong bát hương. Lưu ý, ở giữa bát hương nên rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn những chỗ khác. Để khi đặt cây trầm lên xong bát hương không bị hóa, cắm hương sẽ bị đổ, gây nên sự lo sợ cho gia chủ. Để tránh việc này, chúng ta cần phải rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn ở giữa để khi trầm xông xong không bị hóa bát hương. Sau khi rắc gạo vàng thần tài hết, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 5. Vệ sinh sạch sẽ bát hương và xông trầm tẩy uế cho bát hương. Trong quá trình bốc bát hương cho nếp có thể làm bẩn bát hương. Quý vị và các bạn hãy dùng khăn sạch sử dụng nước ngũ vị hương hoặc rượu gừng lau lại toàn bộ bát hương. Sau khi lau chùi sạch sẽ bát hương, đặt bát hương lên trên bàn sạch sẽ nên dùng vải đỏ làm khăn trải bàn. Để nụ trầm mà Phong Thủy Gia Cát gửi kèm trong hộp thất bảo vào chính giữa bát hương để xông khí tẩy uế cho bát hương. Đợi cho nụ trầm cháy hết, ta tiến hành dâng bát hương lên bàn thờ và cắm hương. Như vậy, quý vị và các bạn đã vừa theo dõi hết cách bốc bát hương thần linh trên bàn thờ gia tiên. 2 bát hương gia tiên và bà cô ông mãnh cũng bốc tương tự như vậy.
quý vị cần phải lưu ý thứ tự bốc bát hương thần linh trước, tiếp theo là bát hương gia tiên, sau cùng là bát hương bà cô, ông Mãnh. Cần phải lưu ý viết tờ di hiệu theo hướng dẫn của thầy Gia Cát và phong thủy Gia Cát để tránh nhầm lẫn giữa ba bát hương khi dâng lên bàn thờ. Sau khi bốc xong ba bát hương, ta tiến hành dâng bát hương lên bàn thờ. 4. Dâng bát hương lên bàn thờ gia tiên. Sau khi bốc xong ba bát hương, ta đặt lên bàn sạch có trải vải đỏ và tiến hành xông trầm. Bốc xong bát nào, xông luôn bát đó. Khi trầm cháy hết, ta lần lượt dâng bát hương lên bàn thờ theo thứ tự sau. Bát hương thần linh thổ công dâng lên trước, đặt ở chính giữa bàn thờ. Chỉnh cho mặt nguyệt bát hương cân đối, chúng ta tiến hành thắp 5 nén hương theo thứ tự. Que 1 ở giữa, que 2 ở phía sau bên phải, que 3 ở phía trước bên phải, que 4 ở phía sau bên trái, que 5 ở phía trước bên trái. Thứ tự cắm nhang như sơ đồ trên màn hình, các bạn theo dõi và làm đúng nhé. Sau khi thắp hương bát hương thần linh, ta tiến hành dâng bát hương gia tiên. Bát hương gia tiên đặt ở bên phải bát hương thần linh thổ công, đứng theo hướng cúng. Đặt bát hương xong, ta thắp hương tương tự như bát hương thần linh. Cuối cùng, ta dâng bát hương bà cô ông Mãnh lên, bát hương bà cô ông Mãnh ở bên trái, theo hướng đứng cúng, dâng lên, xong xuôi, ta chỉnh cho ngay ngắn rồi tiến hành thắp hương như ở hai bát hương trước. Sau khi dâng đủ ba bát hương lên bàn thờ, ta bắt đầu khấn lập và an vị bát hương theo hướng dẫn mà thầy Gia Cát cùng với phong thủy Gia Cát gửi cho các bạn. Khi thỉnh thất bảo. Thưa quý vị, như vậy là thầy Gia Cát cùng với phong thủy Gia Cát vừa hướng dẫn quý vị và các bạn cách bốc bát hương cho bàn thờ gia tiên, thờ ba bát hương. Phong thủy Gia Cát rất mong rằng quý vị và các bạn có thêm những đóng góp để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Trong quá trình quý vị bốc lại bát hương, nếu có bất kỳ thắc mắc nào về việc thờ cúng, xem ngày giờ bốc bát hương cát lành nhất và thỉnh thất bảo ở đâu, rất nhiều câu hỏi có liên quan đến việc bốc bát hương, quý vị cũng có thể gọi điện trực tiếp theo số hotline trên màn hình để được nhận. Quý vị đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với thầy Gia Cát cùng với phong thủy Gia Cát theo số hotline trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hy vọng qua video này, thầy Gia Cát đã chia sẻ cho tất cả quý vị và các bạn những cách để chúng ta có thể bốc bát hương đúng nhất. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn có được cát lành, may mắn, bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.